cái gì nhỉ? Kính thưa kính thầy cô giáo, trong không khí tưng bừng của đất nước mùa xuân, mùa xuân của sự sống, tình yêu và hạnh phúc là sự bắt đầu cuộc hành trình của sự sống con người. Hòa chung với không khí đất nước mùa xuân là sự trang trọng chan hòa tình thân ái đại hội hôm nay. Tôi xin thay mặt cho toàn thể hội viên hội cụ già xã tại đây xin gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, lời chào trân trọng nhất. Đầy tình đất miền, thế hệ thầy cô từ bây giờ cả ông là bà, những vật mà là điểm tựa, là nền tảng vững chắc cho bao thế hệ để sự nghiệp trồng người tiếp tục đi lên. Để tỏ lòng kính yêu với quý vị thầy, quý cô và chúc mừng sự thành công của đại hội, chúc mừng các đề xin gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô những lời ca tiếng hát, điều múa rộn ràng tươi vui của các em học sinh, các thầy cô giáo được thể hiện qua các tiết mục sau đây. Tiết mục thứ nhất, đơn ca người lái đò, kỷ niệm xưa do các em học sinh trường văn học cơ sở thể hiện. Tiết mục thứ ba, song ca tình ca Tây Bắc do thầy giáo Phan Văn Nghĩa và cô giáo Nguyễn Thị Hường thể hiện. Tiết mục thứ tư, múa liên khúc cô giáo em là Hoa Lê Văn và đi học xa do các em cùng trung học cơ sở thể hiện. Tiết mục thứ năm, đơn ca dần vào thương do thầy giáo và cô giáo thể hiện. Chương trình văn nghệ do cô giáo Lê Thị Vân thể hiện, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
đoàn học sinh lên chúc mừng và tặng hoa cho đại hội. Cứ 9 giờ đến 9:20, chúng ta sẽ nhận ngay báo cáo tổng kết công tác hội nhiệm kỳ 2016-2021. Từ 9:45 đến 10 giờ, đại biểu phát biểu, không có các đại biểu của viên hội, đảng và chính quyền địa phương. 10:10 đến 10:45, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026, bầu ban kiểm tra, họp ban chấp hành phiên thứ nhất, hôm chủ nhật. Từ 11 giờ đến 11:10, tặng hoa cho các đồng chí là ủy viên ban chấp hành khóa 3 không tham gia nhiệm kỳ khóa 4. Từ 11:10 đến 11:20 là trên đây. Đây không qua nghị quyết đại hội. Từ 11:20 đến 11:30 là đến nhà. Vì vậy, đại hội lần thứ 4 nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội Cựu giáo viên xã Đại Trạch không thể tiến hành được. Hôm nay, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Hội Cựu giáo chức quyền Bộ Trạch của Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Đại Trạch, đại hội Hội Cựu giáo chức xã Đại Trạch lần thứ 4 nhiệm kỳ 2021. Nhân dân ta từ xưa luôn tôn vinh người thầy bởi vì nhất từ vi sư, bản từ vi sư hay một sáng thì bắt cầu kiểu, bốn con hai chữ thì yêu lấy thầy. Hôm nay trong không khí vui tươi, phấn khởi của các thế hệ thầy giáo, cô giáo đang nghỉ hưu, hồi tụ về đây dự đại hội cựu giáo chức xã Đại Trạch lần thứ tư nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt cho các bạn học sinh trên địa bàn xã nhà, chúng em kính gửi đến quý vị đại biểu, các thế hệ thầy giáo, cô giáo lời mừng trân trọng và lời chúc sức khỏe, chúc đại hội cựu giáo chức xã Đại Trạch thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, với chặng đường hơn nửa thế kỷ qua tại mảnh đất Đại Trạch này, đây là nơi gắn bó với biết bao thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh, với công sức tâm huyết, với khát vọng cháy bỏng của tuổi thanh xuân, các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã đem ánh sáng văn hóa, gieo mầm tri thức cho vùng quê em tỏa sáng. Công sức quãng đời công tác của mình, cho dù gặp muôn vàn khó khăn, vất vả, nhưng các thế hệ thầy giáo luôn ý thức đầy đủ về vai trò trách nhiệm của người thầy, luôn giữ vững phẩm chất nhà giáo và là tấm gương sáng người về đạo đức, nhân cách cho học sinh noi theo. Thầy cô giáo chính là ngọn đuốc soi đường đưa các thế hệ học sinh đến những chân trời mới lạ của kiến thức, để rồi biết bao thế hệ học sinh của mảnh đất quê hương Đại Trạch đã trưởng thành và có mặt trên mọi miền đất nước, đóng góp sức người, sức của, trí tuệ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, công lao to lớn cho sự cống hiến hy sinh thầm lặng của các thầy cô. Dù không hẳn được ghi trên bia đá bằng vàng, nhưng các thế hệ thầy cô có thể tự hào vì đã làm thầu cho quê hương đất nước những công dân tốt. Thời gian có thể làm bám dần mái tóc của thầy cô, nhưng không bao giờ làm thay nhạt lòng yêu nghề tình trẻ của các thầy cô. Đến nay, khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, các thầy cô vẫn tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp trong người. Hội cựu giáo chức chính là nơi tập hợp sức mạnh của các giáo chức. Chúng ta vừa được thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng đại hội Hội Cựu giáo chức xã Đại Trạch. Các thầy giáo, cô giáo trong hội giáo chức cùng tất cả các em học sinh của liên đoàn trường trung học cơ sở Đại Trạch đã mang đến cho chúng ta những tiết mục văn nghệ, những lời ca tiếng hát, những điệu múa thật hay, thật ý nghĩa và thật mãn nhãn. Thay mặt Hội Cựu giáo chức xã Đại Trạch, tôi xin cảm ơn tiết mục văn nghệ của các thầy cô giáo trong hội và tất cả các em học sinh của liên đoàn trường trung học cơ sở Đại Trạch. Và qua đây tôi xin gửi lời
cảm ơn chân thành đến tất cả các thầy các cô ở trong hội phụ nữ tổ chức, đến tất cả các em học sinh và tất cả các của trường trung học cơ